Rồi, hello anh em nha. Đây là tối ngày 20 tháng 8 nha anh em, tối chủ nhật. Hứa với anh em là 4 giờ chiều nay là quay clip cho anh em á, nhưng mà mưa to tầm tã luôn anh em ơi. Rồi có một anh ở dưới An Giang chạy xuống nữa. Nên mới đi chơi với anh nó về xong. Đó, rồi tranh thủ luôn nha anh em ơi, em quay luôn cho anh em xem. Tốp gà giáp 1 tháng nha anh em. Nói 1 tháng nhưng mà nó là 45 ngày rồi nha. Gần 1 tháng rưỡi rồi đó. Đó, nhưng mà em vẫn để giá là 1 tháng nha, vẫn để giá cho anh em là 300 ha. 15 con tất cả nha anh em, có trống có mái đầy đủ ha. Nó quá tháng nhưng mà em vẫn tính cho anh em là 1 tháng thôi ha. Đó, cứ 300 một con nha anh em. Chạng gà cha là tầm từ 3 kg ăn lên nha anh em, 3 kg ăn lên luôn á. Nó lớn hơn nữa là do anh em chế độ dinh dưỡng của anh em chăm sóc làm sao thôi ha. Cà mái thì tầm từ 1,8 tới 2,2 ha. Đó. Quá trời luôn nha anh em ơi. Bữa nay Đồng Nai nó mưa tầm tã luôn anh em ơi. Rồi anh em nào bắt 5 con là em bao phí ship cho anh em luôn nha. Tất cả mọi miền nha anh em. Còn anh em nào mà bắt 10 con á là em tặng một con nha, bao phí ship luôn. Còn 15 con đi, bắt hết nguyên bầy em tặng 2 con luôn, bao phí ship nha. Đó, ai có mến thì alo em. Giờ này tối rồi chắc anh em cũng sắp đi ngủ hết rồi anh em ha, để buổi sáng mai để chuẩn bị cho một ngày đầu tuần đi làm thật là nhiều năng lượng nha anh em. Rồi chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha, chào anh em.